Chào các bác nhé, hôm nay em lại cho cá ăn buổi sáng ngày thứ 47 sao ấy, sao thả giống. Trời hôm nay ở miền Bắc thì vẫn đang âm u, tối lắm. Cái bể này của em nó có cái chắn này, gọi là chắn rác, chắn lá cây ở trên này. Nên là nó không được sáng. Trời thì âm u nên nó không chiếu sáng, mà chỉ có quay buổi chiều thì nó sẽ sáng. Quay buổi sáng trời âm u nên là nó không được sáng lắm. Đấy, cá hiện tại ăn rất mạnh, nước cũng hơi có mùi rồi. Chiều thứ bảy thì em sẽ thay nước, chiều chủ nhật em sẽ thay nước. Thì hôm nay em sẽ về quê chiều nay, về quê và chiều thứ bảy mới xuống. Cá của em ăn vẫn rất mạnh. Càng ngày cá nó ăn càng mạnh. Đây, hôm nay cho ăn một bữa nhiều. Chiều hoặc mai bác nhờ bác hàng xóm chăn cá cho thôi. Ăn rất mạnh. Đấy, cá ăn rất khỏe. Sau hết cái bao cám này là sẽ chuyển mua lên 84 hoặc 85. Chắc là mua 85 luôn. Kinh Bắc thì có rất nhiều loại cám từ 082 là cám cho cá bé nhất, 083 là cá to hơn. Đây, 083 đang chăn, 083 như này là nó còn ăn đến không, loại cá bây giờ đang bơi này là bằng ngón chân cái này nó phải ăn đến 084 hoặc 085. Mỗi một mẫu mã nó sẽ có cái độ to khác nhau. Họ có đến 087 sao cho cá loại cá to đùng. Đây mình chăn khoảng 085 là đẹp. Các loại cá chăn khoảng 085 là vừa tầm. Đấy, nó ăn rất mạnh. Trời vẫn đang mưa. Trời vẫn đang hơi mưa. Đây, hôm nay em sẽ cho nó hết chỗ này. Có vẻ là hơi nhiều trong một bữa, nhưng mà chiều em không về nên nhiều khả năng là ngày hôm nay nó chỉ được ăn một bữa này thôi. Đấy, ngày mai thì nhờ bác hàng xóm chăn cho, ngày kia em lại về rồi, về nhà rồi. Hiện tại cám này có thể ở đây chắc là cũng thừa một ít đấy, nhưng mà nó sẽ ăn dần từ giờ đến trưa, đến chiều chắc là hết thôi, vì bây giờ cá nó to rồi. Cá to rồi mà cũng có chăn đến đây, con lấy có nửa, chưa đến nửa môi này, chắc từ giờ đến trưa là nó chăn. Em chào các bác nhá, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Mà các bác nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ kênh của em nhá.